Chào mừng các bạn đã quay lại với AQS, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một series khác, một cái màn chơi custom khác, đó là màn chơi Reason, Dead Reason, Terror Behind Bar. Thì để mình giảm bớt music xuống. Rồi, ok. Thì chúng ta, màn chơi này nó nói về việc chúng ta sẽ là một tù nhân và tìm cách để thoát ra khỏi cái nhà ngục, nhà tù này, và sẽ có những con zombie cản đường chúng ta. Thì chúng ta sẽ không được phá bất kỳ một cái block nào, và chúng ta chỉ có thể đặt những cái chìa khóa lên những cái khối nhất định mà thôi. Và để bắt đầu thì bây giờ sẽ chọn easy or difficult thì normal. Chơi cái nào đây? Thôi chơi normal đi. Ảo quá, ảo quá. Chưa gì thấy Yêu. Rồi hết. Rồi, ta sẽ đi kiểm tra thử coi khu này có gì xài được không. Cái gì đây? Hard brick. Có vết máu loang lổ. Ở đây mở cửa sẵn. Có gì trong này không? Được ổ bánh mì. Còn đây? Không có. Nghe tiếng zombie rồi đó nha. Thì chúng ta sẽ đi qua bên này. Để lát nữa mình sẽ nói. Ta hãy vô xem thử rồi có món gì lấy được trong những cái xà lim này không. Đó, một bé tù nhân. Rồi. Ơi, nghe tiếng có em nào đó rớt xuống. Đập bể đầu luôn. Chứ ở đó mà giỡn à. Còn nữa không? Chà, tiếng ở đâu đông quá vậy ta? Khá là đông. Còn người đây, gạt office. Có còn gì đứng đây? Không có gì hết. Cái này chắc là anh bảo vệ đây. Những gì còn sót lại của anh bảo vệ. Knockback. Rồi, tiến lên. Hãy xem nào. Ngoài sân kìa. Quá chừng luôn. Phía trước mặt. Ta có hai đường để đi. Chắc mình sẽ đi bên này trước. Bởi vì em bé này phát hiện ra mình rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm đường thoát ra, cũng như kích hoạt được 4 cái máy phát điện. Với việc kích mở được 4 cái máy phát điện đó thì chắc có lẽ là mình sẽ kêu cứu, kêu được người hỗ trợ. Ôi, nó bị kín rồi nha. Còn đâu nữa. Ồn quá là ồn. Giảm bớt xuống. Rồi, đi ra thử coi. Ở đâu ạ? Tôi sẽ kiểm tra thử coi. Đây là cái chìa khóa gì được để trên cái chi sen block. Nó có gì ở đây vậy? Toshiga bom. Ồn quá. Mấy mày không có tôn trọng sự yên tĩnh gì hết. M-
mình sẽ đi kiểm tra mấy cái xà lim này. Rồi, có món đồ nè. Instant health. Ta sẽ có được đồ gì trong mấy cái xà lim này không? Có thì đỡ quá. Năng lượng ta sẽ xuống từng cái phòng để xem thử coi nó có gì chúng ta có thể sử dụng được hay không. Mặc vô, mặc quần vô, đọc điện nghĩa thử coi. Ngoài sân coi bộ là bên kia cũng khá đông mấy bạn đó rồi nha. Sân không có gì cả. Không có gì luôn. Phòng này đóng rồi. Chúng ta sẽ qua bên này. Có cái bánh. Rồi. Ổn mày. Chán thật. Thùng thì bự mà có đồ ít xịt. Rồi bây giờ tôi sẽ đi thẳng qua bên kia luôn. Thẳng qua bên kia. Con này là con Warden các bạn. Từ đó với Warden là đông quá vậy, đông quá hả? Ôi chết. Đông quá. Đối với Warden thì Warden sẽ rớt những cái key, sẽ rớt những cái key ra. Những cái chìa khóa để chúng ta có thể mở cửa được đó. Rồi đi thật nhanh qua bển lại nào. Hồi nãy đông quá. Chắc mình cũng sẽ đi nhanh qua bển để chính Satara qua đây luôn. Đông quá. Đồng ơi, rồi chết.